Xin chào các bạn, thì kể từ khi iPhone 12 series ra mắt á, thì Apple đã thay đổi cái thiết kế màn hình của nó là phẳng luôn so với lại cái khung viền. Cho nên là mình cũng có cái thắc mắc là liệu rằng những thiết bị như iPhone 12 này á, sẽ dán cường lực như thế nào. Tại vì nó sẽ nhô lên một cục, nhìn rất là khó chịu. Nhưng mà sau khi mình tìm được một cái sản phẩm kính cường lực đủ tốt dành cho iPhone 12, đó chính là Ulti Glass. Thì trong video này mình trên tay nó cũng như những cái trải nghiệm của mình sau một thời gian để dán và xài thử, cũng như thử thách bản thân mình sau bao lâu dán màn hình cường lực. Tại sao mình lại nói đó là thử thách? Tại vì trước giờ không chỉ iPhone 12 mà là các đời iPhone trước mình không thích dán cường lực, tại vì nó sẽ làm xấu cái máy của mình, cũng như cái cảm giác vuốt nó không có đẻ nữa. Nhưng mà trên iPhone 12 này thì mình vẫn thấy sót, tại vì bỏ ra một số tiền lớn 30 triệu để mua chiếc máy, cho nên mình cần phải dán cường lực. Và cho nên là như mình đã nói, Ulti Glass này nó là một sản phẩm đủ tốt để dán cho iPhone 12 của mình, để mà mình xài nó không cảm thấy cứng tay và những cái trải nghiệm và góc nhìn nó vẫn đẹp nhất có thể. Thứ nhất là cái miếng cường lực Ulti Glass này nó chỉ có độ dày là 0.333mm thôi. Cho nên là về khi mà dán lên cái màn hình iPhone 12 này á, mình đã dán rồi, mình cầm trên tay nó không cảm thấy bị dày hơn so với lại bình thường không dán. Cái thứ hai là cái sản phẩm này họ đã xử lý phần cạnh viền, bo cong nó, và nó sẽ ôm hết cái viền máy màn hình của các bạn. Cho nên là khi mà vuốt bắt ra hay là vuốt từ home lên á, chúng ta tiếp xúc cái ngón tay của chúng ta ngay cái phần cạnh, nó sẽ thoải mái, có một cái độ cong mượt như là cách mà chúng ta xài những chiếc iPhone là màn hình cong. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn sau khi mua sản phẩm ra nó sẽ có những gì. Và ở đây mình cũng có một chiếc iPhone 12 Pro mình chưa dán, thì mình sẽ dán cho các bạn xem luôn nha. Như mình đã nói thì mình đã dán cho cái chiếc iPhone 12 này rồi, giờ cái iPhone 12 Pro này mình sẽ dán cho các bạn xem. Thì mua hộp nó sẽ có như thế này, Ulti Glass. Ở phía sau họ sẽ in một số cái thông số. Thì chúng ta sẽ gồm có một cái miếng dán Ulti Glass ở đây và một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Và đây là một cái khăn để chúng ta lau cho sạch cái màn hình iPhone của chúng ta trước khi dán. Và đây là một cái miếng giấy có cồn để mình chùi sạch nữa đó. Và đây là những cái miếng sticker để chúng ta lấy bụi. Sau khi dán cái chiếc iPhone 12 của mình thì mình nhận thấy là mình không phải là người khéo tay, nhưng mà cái sản phẩm này nó vẫn cho phép mình dễ dàng dán. Tức là ai mua về đều có thể tự dán được chứ không cần phải thợ cao siêu gì hết. Đầu tiên sẽ dùng cái miếng này lau sạch cái màn hình iPhone đi. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cái miếng sticker để lấy bụi ra. Dán cái này thì đòi hỏi mặt bên trong sạch nhất có thể. Thì để mà triệt để về bụi và sạch thì chúng ta sẽ mở cái miếng khăn lau cồn ra để mà lau cho sạch luôn. Và cồn nó sẽ rất là mau khô, chảy dọc xuống. Thì đây là cái mẹo lau của mình để mà sạch nhất có thể. Và dùng cái miếng khăn khô để lau lại thêm lần nữa. Thì như cái tờ hướng dẫn sử dụng là chúng ta sẽ bóc từ từ ra và giữ ở phần cạnh dưới, canh với cái vị trí loa thoại, và sau đó hạ từ từ những cái cạnh phía dưới và dùng tay vuốt. Nếu có những cái trường hợp mà nó có bong bóng á, thì chúng ta sẽ vuốt liên tục những cái phần mép có thể gỡ ra để mà dán lại cái phần đó. Rồi như mình thấy trên này chưa ổn thì cái miếng dán này á, mình nhận thấy là nó dễ dàng cho mình bóc ra để mà dán lại cái vị trí đó. Tất nhiên là chúng ta sẽ nhẹ tay thôi, nếu mà mạnh quá thì nó sẽ gãy, đó là điều không tránh khỏi. Rồi thì các bạn để ý là cái phần nhô lên rất là khó thấy khi mà nhìn ngang như thế này, tại vì nó chỉ có độ mỏng 0.33mm nào thôi. Khi mà chúng ta vuốt những cái thao tác vuốt như thế này từ cạnh qua thì nó rất là mềm mại, nó không có bị cấn tay. Như các bạn đã thấy là một người vụng về như mình không có khéo tay vẫn có thể tự dán cái miếng Ulti Glass này lên cái màn hình iPhone 12 Pro. Thì những bạn nào mua về đều có thể tự dán tại nhà được mà không cần phải thợ cao siêu gì hết. Rõ ràng là cái việc mà hãng làm cái miếng này nó bo nhẹ và những cái viền cạnh màn hình, cho nên là những cái vuốt về back hay là những cái vuốt từ Face ID hay là về home nó rất là mượt, cũng như là nó có một cái độ cong ngay cái ngón tay chúng ta rất là thoải mái. Nó khác hẳn so với lại là màn hình mà không dán. Một cái điểm nữa của cái miếng dán Ulti Glass này đó chính là nó thiết kế riêng dành cho màn hình Retina của iPhone, và nó dựa trên cái công nghệ Corning Glass, cho nên là nó có cái độ cứng lên đến là 9H. Thì nó sẽ đảm bảo được cho chúng ta cái tình trạng mà rơi vỡ, bảo vệ được cái màn hình iPhone. Tất nhiên mình cũng không thể nào mà cố tình làm rơi nó hay là có gì đó đâm vào nó để mà chứng minh cho các bạn được, vì cái đó là đã cố ý gây sát thương vào cái màn hình rồi. Nhưng mà mình tin rằng với lại độ cứng 9H này, nó sẽ bảo vệ được iPhone chúng ta ít nhất là những cái tình huống thực tế trong sử dụng hàng ngày. Ví dụ đùi mình khá là to, mình để vào túi quần jean thì nó sẽ không bị tình trạng là bị nứt mẻ cái miếng cường lực, cũng như là cho dù làm rớt
ở cái độ cao nào đó nhất định thì nó cũng sẽ bảo vệ được cái màn hình iPhone của mình bên trong, và nó cho mình cái cảm giác yên tâm hơn khi mà sử dụng thay vì là không dán màn hình gì hết. Một cái điểm thứ hai mà mình nhận thấy đó chính là mình đã dán thử trên cái chiếc iPhone 12 á, thì khi sử dụng ngoài trời và những sử dụng trong những điều kiện ánh sáng khác nhau thì màn hình iPhone mình vẫn thể hiện rõ ràng, cái màu sắc nó không bị tối đi, cũng như là độ sáng màn hình vẫn đạt được mức cao nhất, cũng như là mở Face ID bình thường đó. Như các bạn này thấy nè, mở khóa bình thường, thì những cái tình huống đó khi mà cái iPhone này dán cái miếng dán Ulti Glass lên, nó không khác gì so với lại những cái tình huống sử dụng mà không có miếng dán này. Mình đang có một chiếc iPhone 12 Pro Max ở đây, không có dán miếng dán màn hình, và cũng như là iPhone 12 Pro đã dán cái miếng Ulti Glass, thì trên lý thuyết là hai cái chiếc iPhone này có cái độ sáng màn hình là 1200 nit, và mình đã mở sáng hết mức hai chiếc iPhone này. Và thực tế thì mình đang cầm ở đây giữa hai cái độ sáng và những cái góc nghiêng về cái màu sắc á và thể hiện nội dung á, là cả hai máy hoàn toàn đều như nhau, chứng tỏ là cái Ulti Glass này không có làm ảnh hưởng đến cái quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến cái trải nghiệm nhìn màn hình của các bạn trên chiếc iPhone. Cho nên là các bạn không cần lăn tăn cái việc là dán miếng màn hình này thì nó làm xấu máy không, nhìn nó có bị rỗ không, hay là nó có bị tối màn hình đi không. Câu trả lời là không, thực tế của mình đã kiểm chứng là vậy. Và cái thứ ba là trong quá trình sản xuất thì cái miếng dán này được phủ lên một cái lớp gọi là oleophobic, thì nó sẽ giảm thiểu được cái dấu vân tay của chúng ta khi mà chạm lên phần màn hình. Đó là một cái vấn đề mà mình thường khó chịu đối với lại những miếng dán màn hình trước đây, đó chính là nó để lại những cái vết nhờn, những cái vết dơ cũng như là vân tay rất là nhiều. Nhưng mà sử dụng cái miếng Ulti Glass này thì rõ ràng là nó tuy là có bám vân tay, đó là điều không tránh khỏi, nhưng mà rất là ít. Chúng ta chỉ cần lau nhẹ một phát là hết khăn trong cái hộp đã có, thì chúng ta giữ lại nó để sử dụng. Rồi thì tóm lại, khi mà tìm được cái miếng Ulti Glass này dành cho cái iPhone 12 Pro của mình thì mình đã hoàn toàn yên tâm sử dụng nó, cũng như là mình sẽ xem nó là một cái biện pháp bảo vệ cho cái chiếc iPhone đắt tiền của mình, khi mình mua cũng chưa hết năm mà mình lỡ cái làm rơi thì nó hoàn toàn bảo vệ được, cũng như là nó giúp cho mình một cái trải nghiệm màn hình thật nhất có thể, với lại cái độ mỏng của nó chỉ có 0.33mm thôi, và nó có những cái độ bảo vệ về cái sự cứng cáp, cũng như mang cho mình được cái sự yên tâm phần nào trong quá trình sử dụng, và lỡ sau này có đi bán máy á, thì nó cũng được dễ hơn, bớt chày xước hơn, hay là tránh rủi ro bị vỡ. Rồi thì ngoài ra miếng dán này nó có chính sách bảo hành là trong vòng 30 ngày một đổi một, nếu như các bạn có tình trạng bị nứt cạnh hay bị gì đó, hay là làm rơi nó mà nó bị mất màn hình, thì hãng sẽ thay cho bạn một cái mới hoàn toàn miễn phí, để mà chúng ta đầu tư một miếng dán mỏng và đủ tốt cho iPhone 12 nói chung. Thì thay vì các bạn đi dán cường lực 50.000, 100.000 ở ngoài, nó không đảm bảo chất lượng, nó dễ bị cũ, dễ bị hư, chúng ta phải mua nhiều miếng mới, thì nó còn tốn kém hơn là cái miếng Ulti Glass này. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.